ta đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Quận Nhất đây các bạn. Thì ngay chỗ đây ta có thể rẽ đường Ngô Đức Kế, là ngay cái chân tháp tòa nhà Bitexco, tòa tháp 68 tầng cao nhì của Sài Gòn. Và ngay tại đây với những cái ghế ngồi hai bên dọc về đường lúc buổi trưa thôi, thì quán bánh canh cua của cô Hạnh và mẹ 40 năm cực hot tại đây, bán từ 12 giờ trưa cho đến khoảng 7 giờ tối. Tại cái số cũ là 48 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé này, thì bánh canh cua, hủ tiếu Nam Vang và gỏi cuốn rất là nổi tiếng. Rồi, đợi xíu chị làm liền nha Tư. Thôi qua đường ngồi với má, chị cho khách qua đường giùm con đi. Trước mặt hai cái khô. Cái khô bạc á, đi. Đây nè. Đây là bà chủ của bánh canh Ngô Đức Kế ngay trên tháp Bitexco đây các bạn. Ngày xưa là cụ bán, đến bây giờ là con gái của cụ bán là cô Hạnh đây. Hai mẹ con đã bán ở đây được 40 năm rồi. Em gái ơi, cho các bạn em năm rượu qua đường đi, qua đường năm rượu qua đường đi. Ba người muốn qua đường không hay ngồi đây? Qua đường nó đóng nó bển rồi. Qua đường hả? Muốn qua đường rồi qua đường. Đã hậu qua món chai trước đây nè. Thank you.
tô của người ta. Chị ơi, chị ra ngoài lấy cho em. Chị ơi cho hai cô bánh được. À, đạo ơi, bỏ đồ giùm em ba tô này đi, để nước riêng á. Có liền. Rồi xong rồi đó, múc nước đi. Múc để đi anh ơi. Đây bán buổi trưa, 12 giờ trưa bắt đầu dọn ra bán thì cực kỳ đông các bạn trẻ. Từ hủ tiếu nem rang cho đến bánh canh và gỏi cuốn, nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là cái món bánh canh cua. Hai mẹ con là gia đình thì bán đã 40 năm rồi. Đây là cô Hạnh đây. Tại đây sau 12 giờ trưa. Đối với trẻ Sài Gòn ở khu vực phố đi bộ này. Và đây là bánh canh cua 48 Ngô Đức Kế, nổi tiếng. Cực kỳ đông khách. Mấy bạn trẻ ở đây sau giờ trưa rất là thích ăn những món ăn gọn rẻ ở khu vực này, ở gần đây, để tiền thẻ vô văn phòng luôn. Thì rất là đông, nam và nữ cũng có đều luôn. Và khách chỉ ngồi những cái bàn đặt dọc trước những căn nhà trên lề đường này thôi. Và nếu mà khách muốn ngồi phía dưới chân Bitexco bên kia đường vẫn được, quán vẫn phục vụ bên kia đường luôn, dưới những tán cây mát như thế này. Ngon hơn cái bánh canh 300 ngàn tại quận 6. Bánh canh này đồng giá với lại hủ tiếu Nam Văn. Giá bánh canh của ngoại bé và chị Thúy ở đây là đồng giá 50 ngàn. Ngon hơn cái bánh canh 300 ngàn mà bữa giờ nổi ở cộng đồng mạng bây giờ. Và quán ở đây bán sau 12 giờ trưa tới tối. Mẹ của bà chủ bánh canh cua. Tôi đi nước ngoài bán không? Dạ. Ngoài năm nay bao nhiêu tuổi ra ngoài? 73 tuổi. Là mình bán ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ? Mấy chục năm rồi, 50 năm có rồi. Dạ, hôm qua hỏi chị thì chị nói 40. Hơn. Dạ, dạ. Ngoài cho con hỏi là nhà mình bán từ 12 giờ trưa tới mấy giờ tối ạ? Bán là tới 7-8 giờ tối. Dạ. Giá của mình là đồng giá hết hả ngoại? Giá hết, ở trên kia cũng đồng giá luôn, trên kia mấy cô cũng đồng giá luôn rồi.
là bao nhiêu một tô ạ? Cũng 50 luôn. Dạ. Yeah. Bán trên tòa nhà 88 từng nè. Dạ dạ. Ngoài nhà mình là ở đường nào ngoài ha? 148, 143 Bùi Viện. Nhà mình bên bùi đường Bùi Viện ạ. Mới dẫn mấy chục người khách lên trên tòa nhà 88 từng á. Dạ dạ dạ. Thì già vẫn phụ con cái hướng dẫn khách xếp xe và phụ làm nước cho con gái luôn. Quán kia là một cái tủ nhỏ thì thôi, nhưng mà được rất là nhiều người ưa chuộng bởi chất lượng và giá thành tại khu này. Tại đây cực kỳ đông khách sau 12 giờ trưa, rất là đông khách văn phòng có những tòa nhà gần đây, những công ty lớn thường hay ghé đây ăn buổi trưa trên có những cái là trên những bàn nhựa này. Ngoài lô bu phục vụ nước non cho khách, trong là con gái và con rể và cùng những người phụ làm rất là tất bật. Về đây cực kỳ đông khách, chỉ là một cái xe đẩy nhỏ thôi. Đó, chị Thúy là cái chị mặc áo cam kính cận đứng ở trong đó. Có hủ tiếu rồi nha bạn. Thì còn bánh canh cua thôi hả? Dạ dạ dạ, còn bánh canh là hết hủ tiếu. Chân dung của chị Thúy đây các bạn, chủ của bánh canh cua 48 của Đức Kế đây. Hơn 40 năm rồi. Lấy đi chị. Bà ngoài nãy mà chúng ta nói chuyện là mẹ ruột của chị Thúy. Mà bắt em phải tiền cho gia đình em đó. Tới nay là được bao nhiêu năm rồi? 40 năm rồi, 78 tới giờ đó. Từ năm 1978 tới giờ. Từ 12 giờ trưa tới 7 giờ tối là Thúy à? Chị Thúy bây giờ bán chính, hồi xưa là mẹ. Nếu mà không thích ngồi bên này, ở quanh cái quầy này thì chúng ta có thể qua phía bên kia được. Phía kia đường bên hướng đối diện ngồi thoải mái hơn, dưới tán cây mát hơn. Trong tô bánh canh có tôm nè, có thịt cua nè, một miếng chả cua lớn và cả chả cá nữa, và một cái bánh tôm được rồi chuẩn bị sẵn. Cho khách đi. Hay là nó đông khách cỡ này hả chị? Thở không nổi luôn. Trong nhà đông hơn nữa. Đông hơn nhiều. Là đông tới chiều tối luôn hả chị? Đúng rồi, mà quan trọng là lúc trước quan trọng tầm 3 giờ, giờ là quan trọng tầm trưa. Dạ. Cái gì vậy cơ? Nhưng biết cho chị gái đây nè. Bây giờ phải đợi chị bật lửa mới được nha, nóng nước rồi. Rồi sang nồi qua cho chị đi cưng ơi. Nồi đầu tiên đã càng rồi thì giờ sẽ sang tiếp cái nồi khác qua đây. Múc bánh canh ra cho ra những cái tô cho khách đang đợi thì bắt đầu thêm những cái nguyên liệu cần thiết cho một cái tô bánh canh. Cua giá 50k đồng giá với lại hủ tiếu Nam Vang luôn. Bước sau cùng mới là hành, tàu thơm và múc nước bánh canh. Lấy gì con ấy cho.
rồi cho gửi xong rồi. Đây là cái xe bánh canh cua nhỏ nhỏ của ngoại bé Vị Thúy, bán đã 40 năm rồi. Ngay chân tháp Bitexco và bên cạnh là phố đi bộ Nguyễn Huệ đó. Không gian không có nhiều nên là những cái gia vị được chị Thúy và người nhà làm sẵn ở nhà, tự đặt trong những cái hộp này và bỏ trên cái tủ. Đó, từ bánh tôm cho đến chả cá, cho đến chả cua, hoặc là cua luộc thịt sẵn, tôm luộc sẵn. Và bên cạnh là cái nồi, ở trong đó có huyết nữa. Buổi trưa cực kỳ đông khách thì Thúy đang lui cui để dọn lại cái bếp cho gọn gàng sạch sẽ. Thì không gian không có có. Đây là cái cua lột sẵn được người nhà, gia đình chị Thúy và ngoại bé chuẩn bị sẵn ở nhà đây. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn hết từ buổi sáng cho tới 12 giờ trưa là đem ra đây để phục vụ những khách hàng thân thiết ở đây. Ngoại, ngoại, mình có cái chi nhánh ở trên tòa tháp Bitexco này ha ngoại? Dạ đúng rồi. Là trên đó mình mở lâu chưa? Mới mở đây thôi. Trên đó bằng giá bằng đây luôn chứ? Bán bằng giá đây nè. Dạ, ở lầu mấy ngoài bé? Lầu 4 à. Là bánh canh cua tên gì ạ? Ở chỉnh thấy để bánh canh cua thôi. Dạ. Không có chỉnh thường không biết. Dạ. Rồi. Chỉnh cho mình quen 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 vậy đó. Dạ. Bán thì có khó khăn gì không ngoài bé ha? Khó khăn chứ, gánh gánh lính đuổi chạy hoài. Là hồi xưa là mình đi bán gánh. Bán gánh. Rồi đô thị đuổi chạy hoài. Đuổi hoài, chạy đầu này, chạy đầu kia, chạy đầu nọ không ạ. Ở đây là mấy chục năm rồi. Dạ. Sao đuổi quá rồi, bán không nổi nữa, phải chạy vô nhà. Là thuê nhà. Nhà, nhà, thuê nhà, giờ người ta lấy lại, mình chạy ra ngoài đường quá. Dạ. À, cứ bán đây, cứ bán trên toàn nhà, chắc chắn. Dạ. Mấy chục năm rồi. Dạ. Bán ở đây xong mà. Còn hồi xưa là hàng ngày là ai dọn ra phụ với ngoài bé? Ở nhà dọn gánh ra đây bán, từ ở nhà gánh ra đây. Dạ, hồi xưa là gánh một mình. Gánh một mình. Sau này chị Thúy rồi mọi người nhà mới phụ. Ở nhà thôi, bán ngoài này một chỗ rồi phụ. Dạ. Hồi xưa khó khăn lắm mà phải gánh ra. Có thời gian gánh nổi, có thời gian có chín lô, mình đi chín lô. Dạ. Thì chị Thúy với lại mấy người nhà mình phụ nhau, còn ở trên lầu 4 của Bitexco thì ai người ai bán? Nhà luôn. Là con gái ngoài đúng không ạ? Gái luôn. Dạ. Dạ chẳng như con gái như cháu ngoại. Dạ. Thường thường là bánh canh với lại hủ tiếu Nam Giang thì... Cầm giá hết. Hủ tiếu thường hay hết trước đúng không ngoại hả? Hả? Hủ tiếu thường thường hay hết trước đúng không ngoại? Hủ tiếu hết trước. Dạ. Tại vì hủ tiếu mình bán chỉ có giờ trưa là thôi. Hết khách rồi không bán nữa, là chỉ bán một món bánh canh thôi. Dạ. Chứ không thể bán hủ tiếu buổi chiều được. Dạ. Và khách người Nhật hả ngoại? Ủa xin quay với em gì bệnh? Dạ. Ở Nhật mà qua đây ăn á, phải coi cái bảng cái nghĩa nè. Dạ. Tôi không biết giá luôn à. Dạ. Mà cô ghé cũng nhiều lắm ở ngoài hả? Nhiều chứ, rất quen mà. Khách nước ngoài thì mình bán giá sao ạ? Bình thường vậy à. Cũng giảm 50 ngàn thôi. Dạ. Con của ngoại bé đang làm cái tô bánh canh cua 50 ngàn đây. Tại số 48 của Đức Kế. Dạ. Có đều với nhau hết. Cái này mà làm tô đặc biệt để ông quay với thế nào cũng như thứ đó. Trong một tô này thì nó sẽ có cái gì chị Thúy ha? Có tôm, cua, chả cá, chả tôm, với huyết. Tôm, rồi cua, cua là những cái này. Đúng rồi. Rồi chả này là chả cá. Đúng rồi. Cái này là gì ạ? Chả tôm. Chả tôm ạ. Còn cái này là? Huyết. Bánh này giống ạ? Như là bánh nổi. Thì bánh... bánh này giống như bánh phồng vậy đó. Tròn tròn, bánh nổi. Người ta hay gọi là bánh tôm đó đúng không chị? Đúng rồi. Cái tô... bánh canh cua của ngoại bé đây giá 50 ngàn một tô. Ăn mới có ngửa nửa tô thôi nhưng mà nước ở đây rất là ngọt,
mùi cua. Ăn hai con tôm với một ít chả cá, chả cua với lại tí huyết, thấy nó no bụng rồi. Đâu có cần phải ăn tô 300 ngàn như bên quận 6 đâu. Việc gần đây hả chị? Dạ. À chị ăn như vậy thì 50 ngàn tô thì chị thấy cái chất lượng nó có đáng với lại cái giá thành không ạ? Dạ. Nếu mà tô này hoặc là tô ná ná như thế này mà trên quận 6 mà bữa giả thoát mà nó hơn xíu thôi và giá 300 ngàn thì chị sẽ ăn ở đây hay là ăn trên kia? Ăn ở đây 300 ngàn mình luôn một ngày á. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Mình biết lâu rồi mình không ăn, nhưng mà từ hồi bắt đầu làm ở Bitexco này là thì ăn là coi như cũng 5-6 năm rồi. Giá thì so với giá với chất lượng đó thì ok, và buổi trưa mà nhân viên văn phòng xuống đây ăn cũng được, rất là ổn luôn, tiện cho mọi người nữa. Dạ, em cảm ơn chị Lan ạ. We'll be right back.